Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình góp nhận 0.2 tốc cần H2X. Con này chạy trên nền tảng Huobi EcoChain nha các bạn. Thì các bạn click cái phần link mô tả của mình thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Rồi các bạn như vậy click xuống nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow nè các bạn. Rồi các bạn bấm continue nha các bạn. Rồi các bạn bỏ cái này đi. Click xuống nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở địa chỉ với Hico EcoChain các bạn nha các bạn. Vì với EcoChain thì các bạn mình hướng dẫn bạn tạo ví nha các bạn. Thì các bạn bấm vào một wallet nha các bạn. Các bạn lấy địa chỉ HT nè các bạn. Địa chỉ HT này là địa chỉ với EcoChain nha các bạn. EcoChain. Các bạn bấm vào reset, các bạn copy địa chỉ này nha các bạn. Bạn nào chưa biết tạo ví thì mình để cái phần link mô tả video cho các bạn hướng dẫn tạo ví nha các bạn. Rồi bấm bắt vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào submit nha các bạn. Rồi các bạn bấm Z nha các bạn, trả lời bấm nút Z nè. Rồi đây thì các bạn chọn một USDT nha các bạn. Rồi đây thì các bạn chọn một mi nha các bạn. Thì có ba câu hỏi mình có để phần link mô tả cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Rồi bạn bấm vào confirm nha tất cả các bạn. Welcome fan on the chain. Đây thì đã chúc mừng mình đã join vào Aerox thành công. Rồi để mình lướt xuống mình đã có nhận được tốc cần chứ các bạn. Đây thì các bạn gì copy cái link ghép này các bạn chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nha tất cả các bạn. Ok. Rồi đây thì mình đã nhận được sao có 0.1 rồi các bạn. Hiện tại mình nhận được 0.1 tốc cần H2S rồi các bạn. Sao trên góp nó nhận 0.2 nhưng mà tất cả các bạn. Rồi như vậy video mình hướng dẫn các bạn làm Aerox trên tảng H2S. Hi của channel này cũng kết thúc các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Sau này mình sẽ thông tin về dự án này, con này sẽ list sàn nào, mình hướng dẫn các bạn swap sau nha các bạn.